Huyện Bình Sơn khẩn cấp triển khai các phương án chống bão Noru. Ngay trong chiều nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã tổ chức kiểm tra thực tế công tác ứng phó bão tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Người dân làng chài Phước Thiện, huyện Bình Sơn tập trung ứng phó bão Noru. Những tàu cá vừa cập bến tranh thủ bán cá để kịp đưa thuyền về nơi trú bão an toàn. Thanh niên trong làng được huy động để khiêng thúng lưới lên bờ, phòng sóng biển mạnh va đập hư hỏng tài sản. Bây giờ bổ chuẩn bị vô có nghĩa bây giờ dân ở ngư dân ở lần chờ Phước Thiện đây rồi bây giờ khiêng tài sản thúng lưới rồi lên bảo vệ tài sản. Lãnh đạo huyện Bình Sơn đã đến kiểm tra công trình cài chống sạt lở Bình Hải, yêu cầu đơn vị thi công phải bố trí nhân lực tại chỗ để xử lý nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra. Huyện Bình Sơn cũng cử cán bộ phụ trách về từng xã để đồn đốc triển khai các phương án ứng phó bão, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm thông tin về diễn biến của bão. Triển khai đến các cái thôn để mà huy động bà con nhân dân chàng chống nhà cửa, tay chặt cây cối, rồi là kêu gọi thuyền thúng đến cái nơi an toàn. Đến giờ này thì có cái thông biển của xã Bình Hải là cơ bản là tàu thuyền đã đi gần như 100% rồi đó. Đến giờ này là đã họp và triển khai công tác phòng chống và đồng thời là triển khai các công tác thông tin truyền thông trên lo truyền thanh cho đến cái việc là thực hiện cái bốn tại chỗ. Dự kiến toàn huyện Bình Sơn sẽ sơ tán trên 11.500 hộ dân với trên 38.400 nhân khẩu ở các vùng nguy cơ đến nơi an toàn để tránh bão theo đúng thời gian mà tỉnh đề ra.